Ngày 28 tháng 8, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Xuyên Mộc, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi đua xe trái phép của một số đối tượng cùng phương tiện xe máy vừa bị chặn bắt. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập, cổ vũ cho các đối tượng đua xe tại đoạn đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu và Bưng Triền. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng nhưng đã bị chặn bắt. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hơn 60 xe mô tô của các đối tượng vi phạm, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm các đối tượng liên quan. Hầu hết các đối tượng đều từ địa phương khác đến, sử dụng xe máy đã thay đổi kết cấu, độ chế bồ.